thưa quý thính giả, tệ nạn tham nhũng nằm trong bản chất của độc tài cộng sản và nghịch luận trớ trêu cho Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng trở nên tệ hại hơn. Mời quý vị nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Từ thực chất Trương Minh Tuấn đến bản chất chế độ, sẽ được Song Thập trình bày. Tháng 9 năm 2019, kết luận điều tra của Bộ Công an sau khi hoàn tất đã phát giác viên cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cầm 200.000 của Phạm Nhật Vũ trong vụ AVG. 200.000 là con số quá nhỏ so với rất nhiều dư luận trước đó về việc bị can Tuấn đã ăn nhiều hơn hẳn. Chỉ trước đó không lâu, Trương Minh Tuấn được xem là thái tử đỏ của triều đình cộng sản. Vậy thực chất con người Trương Minh Tuấn ra sao? Tuấn có phải là một điển hình cho chế độ cộng sản đương thời đang lao vào hội chứng chợ chiều hốt cu chọt? Một buổi tối ẩm ướt năm 2018, Trương Minh Tuấn khi đó vẫn còn là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông chứ chưa bị đảng điều động khẩn cấp sang cái ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, từ Hà Nội bay vô Sài Gòn và đến nhà riêng một cựu lãnh đạo cao cấp của đảng. Vào thời điểm đó, vụ AVG với số thất thoát khổng lồ hơn 8.000 tỷ đồng đã trở thành án lớn thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương và đang tràn đầy hứa hẹn sẽ rờ đến Tuấn. Ngay cả những cán bộ lão thành cao cấp cũng phải đề nghị với Nguyễn Phú Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Trương Minh Tuấn không còn vẻ tự tin trên bộ mặt căng tròn cùng ngấn cổ bắt đầu lầy lẫy mở. Tuấn nhợt nhạt, cố sức thành mình với cựu lãnh đạo kia rằng, em không làm gì sai. Và nhắc lại việc ông ta là chủ biên của cuốn sách có cái tên rất đỏ, Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Trong cuốn sách đó, Tuấn đã cho ra đời một khái niệm mới là xu hướng hư vô về chính trị, và nêu quan điểm rằng ở Việt Nam không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí, để yêu cầu kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chống diễn biến hòa bình là một đặc trưng riêng của Trương Minh Tuấn, điều đã làm nên sự khác biệt căn bản giữa Tuấn với rất nhiều quan tham ăn tạp khác. Phần lớn số quan tham này chỉ biết ăn mà không thể làm nên một tác phẩm kinh điển nào cho đảng như Tuấn đã làm. Hẳn đó là nguyên nhân không thể nói ra, khiến Nguyễn Phú Trọng, người được xem là giáo sư Mác Lê và là điển hình về quan điểm chuyên chính chống thế lực thù địch và bảo vệ chế độ cộng sản ở Việt Nam, phải nâng lên, đặt xuống trường hợp Trương Minh Tuấn trước khi chính thức ra lệnh cho bắt Tuấn vào đầu năm 2019, mà nhân vật họ Trương này đã trở thành công thần của đảng. Từ giữa năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn đã hiện ra như một sát thủ báo chí. Tuấn được xem là một thủ hạ đắc lực của Tổng Bí thư Trọng, và được Trọng nâng đỡ. Tháng 10 năm 2016, Tuấn đã tung ra hai loạt bài trên báo Đảng Nhân dân với tựa đề rất là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, nhận diện nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục. Trong đó, Tuấn lên án và cũng đồng thời thừa nhận thái độ hai mặt về chính trị của một số tờ báo nhà nước. Loạt bài trên có vẻ đã gây được tiếng vang trong đảng, đặc biệt làm cho sư phụ Nguyễn Phú Trọng hài lòng. Sau loạt bài này, người ta nhìn thấy một Goebbels mới tỏ ra rất phát xít hiện ra trong diễn đàn chính trị Việt Nam. Hẳn cái cung mệnh Trương Minh Tuấn sẽ lên như diều gặp gió, và chắc chắn sẽ giành được một cái ghế trong Bộ Chính trị khóa 13 nếu không nổ ra vụ AVG. Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia mobile phone mua AVG, khiến ngân sách nhà nước thất thoát ít nhất 8.000 tỷ đồng Việt Nam, trong khi Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ăn đậm với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10-15% trong số 8.000 tỷ đồng.
Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về âm mưu chia chác, bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng Mobifone mua AVG khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của công ty Mobifone ký hợp đồng mua công ty AVG. Đó là do áp lực gia tăng mạnh mẽ của dư luận xã hội và từ ngay trong nội bộ đảng, bao gồm không ít quan chức thuộc phe cánh chính trị không thích Tuấn, bao gồm giới cách mạng lão thành và cả những cựu thần mà Tổng Bí thư Trọng thường xuyên tham khảo ý kiến. Giờ đây đã quá rõ là cái thế phó trưởng ban tuyên giáo trung ương của Trương Minh Tuấn chỉ là tạm, như Đinh La Thăng đã từng tạm làm phó trưởng ban kinh tế trung ương, để tương lai Tuấn sẽ theo chân Đinh La Thăng. Khi đó, người đời càng có cơ hội để hiểu rõ hơn hẳn về một Trương Minh Tuấn ăn tạp đô la và nhà đất như thế nào sau tấm bình phong bửu bối là cuốn sách Chọn Diễn Biến Hòa Bình của Tuấn, và người đời cũng hiểu rõ hơn về cái bản chất chế độ cộng sản, nơi vẫn còn nhung nhúc các đồng chí chưa bị lộ, mà ngày ngày luôn ca tụng đảng cùng thuyết giảng, trọng thế lực thù địch, nhưng vẫn ăn ngập mặt trong bóng đêm chế độ. Trong một cuộc trao đổi với báo Mạng Thanh Niên Online đăng tải vào ngày 16 tháng 9, ông Lê Quang Thưởng, nguyên trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương, đánh giá rằng các nhóm lợi ích đang xuất hiện ở nhiều nơi, có sự cấu kết móc ngoặc giữa doanh nghiệp với cán bộ lãnh đạo hư hỏng trong bộ máy chính quyền để thao túng quyền lực và trục lợi. Ông Lê Quang Thưởng bày tỏ tình trạng vừa nêu là rất đáng lo ngại, với dẫn chứng một trường hợp ở Đồng Nai, nữ phó bí thư tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh hồi năm ngoái bị cách chức do ký nhiều văn bản cho công ty của chồng bà được hưởng những dự án của tỉnh. Tuy nhiên, trong năm nay lại có đến một loạt lãnh đạo công an tỉnh và trưởng ban nội chính tỉnh ủy bị kỷ luật. Hay như vụ án của Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ, kéo theo cả dàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và thậm chí có cả Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Thành bị phanh phui dính nhiều sai phạm liên can. Nguyên trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương ông Lê Quang Thưởng còn nhấn mạnh, nhóm lợi ích hiện nay không những ngày càng nhiều mà còn hoạt động một cách ngầm ẩn, rất khó phát hiện. Do đó, ông Lê Quang Thưởng gọi việc ngăn chặn nhóm lợi ích và chống tham nhũng là một cuộc chiến không hề đơn giản, và nếu không có biện pháp kiên quyết thì đất nước Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ khó lường. Lý giải cho tình trạng nhóm lợi ích và tham nhũng tràn lan tại Việt Nam, trong đó có nhiều vụ đại án được đưa ra xét xử với những bản án nặng dành cho cán bộ, kể cả những lãnh đạo cấp cao, nhưng không có dấu hiệu suy giảm. Báo Mạng Thanh Niên Online dẫn lời của ông Lê Quang Thưởng rằng nguyên nhân chủ yếu là do nguyên tắc tập trung dân chủ trong nội bộ không được thực hiện tốt và các cơ quan kiểm soát quyền lực trung ương như Ban Tổ chức Trung ương hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã không giám sát chặt chẽ, không phát hiện sai phạm kịp thời. Ông Thưởng cũng khẳng định tình trạng nhóm lợi ích thao túng như thế là vì mất dân chủ, không phát huy được tiếng nói đúng đắn để đấu tranh chống lại cái xấu và tiêu cực. Đồng thời, ông cũng quả quyết nếu như có tiếng nói của nhân dân và của các đảng viên cơ sở thì nhóm lợi ích sẽ không thể làm gì được. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu ban dân vận trung ương, vào tối ngày 16 tháng 9 lên tiếng với đài Á Châu Tự Do rằng chia sẻ vừa nêu của ông Lê Quang Thưởng trên truyền thông quốc nội cho thấy một thực tế rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lúng túng trước tình hình nhóm lợi ích là sân sau của giới chức cán bộ, lãnh đạo nhà nước để tham nhũng từ địa phương cho đến trung ương. Ông Nguyễn Khắc Mai nói với AFA, nhận định của ông Lê Quang Thưởng là một bi hài kịch, bởi vì cái tình trạng mà thiếu dân chủ vân vân ở trong đảng lâu nay á, thì những người mà chịu trách nhiệm chính là những cái anh mà đã đầu têu cho cái việc là tạo ra cái tập trung quyền lực, tạo ra cái toàn trị, tạo ra cái là mất dân chủ và không tôn trọng ý kiến của cơ sở đảng viên. Cái nó xảy ra từ lâu nay, và cái nguyên nhân là chính do những cái anh như là anh Thượng ấy, là chi phối. Bây giờ thì anh thấy cái tình hình ấy thì anh kêu gọi đảng viên cơ sở phải lên tiếng, nó buồn cười. Lên tiếng trong một cái thể chế mà quản trị như thế này
thì là nó vô nghĩa. Ông Nguyễn Khắc Mai nhắc lại trong nhiều năm qua, đảng viên cơ sở dù trong các cuộc họp được chọn lọc đã cũng lên tiếng về tham nhũng, chỉ mặt chỉ tên các nhóm lợi ích khác nhau, chỉ ra suy thoái suy đồi của cán bộ hay các tổ chức xã hội dân sự, cũng đã lên tiếng không ngưng nghỉ, đã tố cáo, đã nói rõ tình trạng tham nhũng của lợi ích nhóm, và ngay cả tiếng nói của những người trong Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương đã về hưu, nhưng đều chẳng được quan tâm và lắng nghe. Đài RFA ghi nhận chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, được dư luận trong và ngoài nước cho là bắt chước theo phong trào chống tham nhũng đã hổ diệt ruồi ở Trung Quốc, và công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề mang lại hiệu quả nào, mà thậm chí nếu không nói là còn bị tác dụng ngược. Nhà báo Trần Quang Thành, một nạn nhân bị tạt axit bởi các bài viết chống tiêu cực và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với AFA hồi cuối tháng 7 vừa qua, khẳng định rằng chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam thực chất là để thanh trừng lẫn nhau. Tất cả mọi xử lý kỷ luật đều nằm trong cái điều kiện họ muốn thanh trừng lẫn nhau, cho nên đấy phải nói là họ răn đe cho nhau. Nhưng mà dù sao cũng ta cũng thấy rõ bộ mặt thật của cái nhà nước Cộng sản. Đã là người có cầm bút ký, có chữ ký, có quyền ký là có quyền tham nhũng rồi. Bất kể từ xã cho đến tận trung ương, chỗ nào cũng dính vào cả. Thế nhưng mà nó quan trọng ở chỗ là người nào có thế lực mạnh thì người đó sẽ lấn át được cái phía mà thế lực yếu. Thế cho nên ở Việt Nam ta phải nói rằng là chống tham nhũng chỉ là một cái vũ khí để cho người có quyền lực đưa ra để trị nhau, chứ không phải là vì dân, vì nước. Đồng quan điểm, nhà quan sát tình hình Việt Nam tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng cho rằng việc chống tham nhũng hay dẹp bỏ các nhóm lợi ích thật sự không nhằm vào đúng mục đích, mà chỉ là hô hào qua các khẩu hiệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi đầu rằng cái tiến độ được coi là chống tham nhũng của Đảng mà do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì mới chỉ bước được những cái bước khá là khiêm tốn, gần như chưa đạt được một cái kết quả lớn nào cả. Mà trong khi đó thì lại xuất hiện những cái dư luận cho rằng chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ tập trung vào chủ yếu là cái việc tấn công các đối thủ chính trị, những người không ăn cánh với ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi, chứ không phải là việc tiêu diệt hoàn toàn nạn tham nhũng. Một số nhà quan sát tình hình Việt Nam như ông Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Trần Quang Thành đều có cùng nhận định rằng thể chế chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã, đang và sẽ dung dưỡng cũng như tạo lợi thế cho các nhóm lợi ích phát triển. Theo vậy, công cuộc chống tham nhũng càng khiến cho nạn tham nhũng ở Việt Nam trở nên tinh vi hơn. Trong khi ông Lê Quang Thưởng đưa ra lập luận không loại trừ các nhóm lợi ích sẽ đẩy đất nước Việt Nam vào nguy cơ khó lường, thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng mạnh mẽ cảnh báo rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không dẹp được sân sau, thì chính những sân sau nhóm lợi ích sẽ tiêu diệt đảng, tức là sẽ làm cho đảng tan vỡ. Với lập luận trên của ông Thưởng, ông Nguyễn Khắc Mai lên tiếng rằng con đường cứu đảng bằng cách kêu gọi đảng viên cơ sở chủ động chống tiêu cực hay cử cán bộ qua Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng đều chẳng có tác dụng gì, mà đó chỉ là một cách nói mị dân không đáng giá. Nói như là mê sư Cạc Mát thì nói là anh phải sám hối thật tâm thì may ra mới có cơ cứu rồi. Hiện nay anh có sám hối thật tâm đâu, anh cũng dạ vờ dạ vịt như thế thôi. Thế thì làm sao mà mở ra được con đường mới được? Giáo sư Nguyễn Đình Cống nêu lên quan điểm của ông rằng Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng thứ 13 cần thiết có những thay đổi quan trọng để đảng có thể vớt vát về uy tín lãnh đạo đất nước bằng không. Còn nếu như mà họ vẫn cứ trượt theo cái con đường cũ, nghĩa là vẫn là cứ theo những cái cách từ trước tới nay mà, thì rồi càng ngày thì mất lòng tin nó càng tăng, càng ngày thì rồi cái sự rối loạn của xã hội càng tăng. Và một trong những thay đổi quan trọng mà giáo sư Nguyễn Đình Cống đề cập đến, được một số nhà quan sát tình hình Việt Nam cho là Đảng Cộng sản Việt Nam cấp thiết phải cho tự do báo chí và tổ chức các cuộc đối thoại nghiêm túc với những đảng viên và giới nhân sĩ trí thức có chính kiến độc lập để nghe những ý kiến và các giải pháp hữu hiệu từ họ, thì may ra mới có cơ hội không để đất nước bị lâm vào nguy cơ khó lường, như nhận định của ông Nguyên trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Lê Quang Thưởng.